Anh mời anh hát xong rồi tôi phải dỡ bằng hiệu. Xin mời các tất cả các em, anh em trong khóa 26 làm ơn giơ cái ly lên được không? Come on. Bị 26 take over đó. Ô chuyện nhỏ. Dạ, yeah, chúc các anh, các bạn, anh chị, các anh em hội Houston, tất cả anh em hội viên trong khóa 26 làm ơn nâng lên lên trường. Thí các hội học viên của khóa 26 coi bổng quậy nha. Và có nhiều hội viên quậy thì hội cảm vui. Bây giờ chúng ta chính thức bước sang phần 2 của buổi tiệc hôm nay là lễ mãn khóa của khóa căn bản nhiếp ảnh 26. Mời anh Điền lên đây nhắc tuần với bảo Điền. À, lên đây nhắc tuần cái câu mới đúng. Thì chúng ta sẽ nhắc tuần lẫn nhau. Bây giờ để mở đầu lễ mãn khóa. Nhưng mà quý vị đã dùng cơm tối xong chưa ạ? Vậy thì có cần thêm vài phút để ăn xong cơm tối không ạ? Chưa có nâng ly hết phải không anh? Chưa chị. Bây giờ mời anh trở lại sân khấu một lần nữa vậy. Anh phải động viên học viên của anh đi. Thế này là trời ơi anh em. Dạ em chưa có tóc này nhâm lên trước mà các anh chị có tóc hồng lên sau sao? Mời các anh chị khóa 26 làm ơn bước lên sân khấu. Các anh chị khóa 26 làm ơn bước lên sân khấu. 26. Mình tám nút nha, thôi lắm nha, tối nay đi lấy chào nha. Quý chị và các quý anh cũng cùng các quý vị quan khách. Đây là quá những bài căn bản 26. Chị nói là ok nhắc tôi chung là chưa học đó. Đây xin kính chào tất cả các quý quan khách cùng các quý nhân trưởng và quý bạn và đây để trình diện đây là học viên của khóa nhiếp ảnh 26. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý anh chị cùng các tân công đã đến tham dự và đến mãn khóa 26 đêm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Anh chị chia với khóa 26. Anh vô đây anh nâng sạch anh ba. Em còn nhỏ lắm, em chưa có tóc mà. Ô quên, anh Phú. Quên. Thì quán nó xin lỗi nha. Mình hơi vậy hơi nhiều. Không, anh đứng giữa đi, anh đứng không? Bìa lên hơi thấp hơn tôi. Nói đi. Bây giờ xin anh dừng là micro lại để đến Phú. Cảm ơn. Tôi không có gì để nói nữa. Tôi nói gần 3 tháng rồi. Thì đây cũng là ngày mãn khóa của khóa 26. Chúng tôi xin, tôi xin đại diện cho khóa 26 để cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn bạn Hội ảnh Việt Nam Houston và tất cả tiếp các giảng viên đã bỏ công lao, bỏ thì giờ quý báu đến chỉ dẫn đến các anh em trong hội trong khóa 26. Thì một cái điều làm tôi rất là xúc động, thứ nhất là anh Phú đó, anh ấy làm đêm
mà thật là anh nằm đêm nay anh dậy rồi đó, anh chị đánh rồi anh đi nằm tiếp luôn. Mà thấy thấy sao vẫn khỏe như thường, mà tóc của anh vẫn mọc đều đều, mà tôi tóc thì chắc tôi đâu có làm đêm đâu, mà tóc tôi sẽ không hoài, chắc tôi ở nhà nó không nhiều hơn anh đi làm đêm đó. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị và cảm ơn tất cả các chương trình. Hay quá, rất là tự nhiên, chưa kịp giới thiệu thành ra đã mọi người đã trình diễn đầy đủ rồi. À, cảm ơn chị Diệp Bảo. À, xin trả lại chị chữ thầy nha. À, đây ở câu hỏi ảnh mình không có cái mình không có ai là này đó. À, cái tinh thần của hội ảnh là lúc nào trong tất cả các khóa học là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà những tất cả các quý vị có đi trước cho những người đi sau. Thành ra xin trả lại chị cái chữ đó. À, thì hôm nay tôi đại diện cho ban giảng huấn của Hội ảnh Việt Nam Houston xin chúc mừng tất cả các anh chị ở khóa 26. Thì như các anh chị đã biết đó, thì cái khóa 26 của mình sẽ bắt đầu, đã bắt đầu từ tháng 3 năm 2013 với cái số lượng khoảng chừng 30 học viên. Và như mình đã thấy đó thì cái khóa của mình nó kéo dài gần hơn 4 tháng, gần khoảng 4 tháng trời. À, với những cái lần thực tập ở trong ở Houston và có một số cái field trip mình đi hơi xa, và đặc biệt cái khóa này á là được cái nó có một sự trùng hợp là cái khóa của mình á là tổng kết chấm dứt trùng với lại cái ngày mà sinh nhật của Hội ảnh Việt Nam Houston lần thứ 20. Thì ở bên ngoài tất cả cái, chúng ta đã thấy là những cái tác phẩm mà của tất cả các anh chị trong cái khóa 26 đã đóng góp. Có một cái điều rất là mừng đó là cái kết quả tấm ảnh rất là sát sao, rất là nhiều cái hình đẹp, và ban tấm ảnh cũng rất là khó trong cái vấn đề mà chọn ảnh. Cái hậu thì có nhiều người đã cũng giúp trong cái vấn đề tổ chức lớp học, đăng ký vân vân. Thì tôi cũng xin đại diện cho lớp học cũng đặc biệt cảm ơn anh Hồ Hoàng, là một cái người đã cộng tác rất là nhiều năm với tôi. Tôi chỉ có cảm ơn tôi và là người tổ chức trong tất cả những cái lần sau ảnh, tìm mô đồ, tìm địa điểm cho tất cả các anh chị để mà thực tập. Thì cuối cùng không nói gì hơn là có một cái món quà, nó cũng giống như là một cái ID của từng lớp học. Thì xin mời anh Cao Tiến là lớp trưởng của cái khóa 26 lên để mà nhận cái một cái tấm ảnh coi như là cái ID của cái lớp học của chúng ta. Và mỗi lần như vậy thì cái ảnh lưu niệm của tất cả các học viên trong khóa đều được anh Phú design và làm. Và đã 26 khóa rồi, nhưng mà Việt Bảo thấy chưa có một cái hình nào mà giống một tấm hình nào hết. Thành ra phải công nhận là anh Phú là một người rất có nhiều sáng kiến, và hình năm nào cũng đẹp, càng ngày càng đẹp thêm. Thưa anh sẽ đổi đến khóa Photoshop đây, thì còn nhiều ngạc nhiên lý thú nữa. Yeah. Học viên khóa 26 rất là hân hạnh cho tôi được chúng tôi được tham dự cái ngày 20 năm thành lập của hội, và cảm ơn hội đã tặng cho chúng tôi một cái món quà rất là có ý nghĩa. Thì thay mặt cho học viên một lần nữa xin cảm ơn quý vị hội ảnh. Chúng tôi thật thì cảm ơn ban tổ chức của khóa học, ban giảng huấn, quý vị đã bỏ thời giờ thật là quý báu để đến rất là tận tâm dạy cho chúng tôi với đầy lòng nhiệt huyết những cái căn bản về lý thuyết như là thực hành. Rất nhiều các hội viên đã đi theo những cái nghề xa này phụ giúp từng học viên một. Thì anh Phú đã có một cái câu rất là bất hủ mà mọi người đều nhớ là
không có model xấu, chỉ có nhiệm vụ của nhiếp ảnh.